gì vậy ta? Coi lại cọ gì vậy? Nghe vô lại để coi cọ gì vậy em. Coi coi nè con ơi, cọ gì nè. Chín mươi lỏng quá nghe anh ơi, 90 không le mới được nghe. Nước xịn á. Lúc chơi anh đó. Lít rưỡi, lít rưỡi. Ở đây lít rưỡi nè. Ở đây 5 lít rưỡi, 5 lít, ở đây chữ nè. Nha. Cái này 5 lít. Đúng rồi. Đúng rồi. Em con 3 lít rưỡi hả? À? Rồi thì đổ 4 lít đi con, tại vì cái đó nó thiếu đó. Rồi vậy là mua 1 can xài đủ rồi, can 4 lít xài đủ rồi, lít xịn á. Cái này cái lượt nhớt đây nè, lau thay lượt nhớt nha, xúc lượt nhớt nha, lượt nhớt nè, lau bỏ cái xúc đó, thấy không, rút ra. Tháo rồi cho chị ạ. Rút ra. Nó có cái lưới ở trong á. Vệ sinh lưới gắn vô lại. Có một con voi.